Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để ghép nhiều ảnh theo nhạc nhé, với Filmora 11. Đây là cái câu hỏi của bạn Đăng Nguyễn nhé. Anh cho em hỏi làm sao để kéo một loạt ảnh khớp thời gian với một audio vậy? Thanks. Ok, chắc là bạn ấy muốn là kiểu kéo cái ảnh nhiều ảnh xuống mà trong đấy là kiểu theo kiểu nó kiểu chuyển đổi theo chuyển cảnh hoặc là chuyển ảnh theo cái beat nhạc ấy. Thì có vài cách để bạn làm ở trong Filmora nhé. Mình sẽ chỉ cho các bạn một số cách, kiểu cách nào hay, cách nào dở. Ok, sẽ đi vào Filmora. Ok nhé, đây là cái Filmora của mình nhé. Thực ra thì cái cách thứ nhất là bạn có thể dùng cái tính năng gọi là Auto Beat Scene. Auto Beat Scene này thì nó sẽ tự động nó khớp cái ảnh theo cái beat nhạc của bạn. Bạn có thể dùng cho video cũng được. Mình sẽ thử cái cách này trước nhé. Đầu tiên các bạn sẽ ở cái cửa sổ của Filmora 11 nhé. Nếu bạn nào mà chưa có Filmora 11 thì các bạn có thể tải đường link ở dưới phần mô tả nhé. Bạn nào muốn mua bản quyền để xóa watermark thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới mô tả cái phần Zalo của mình ấy. Mình có hỗ trợ mua bản quyền với các bạn. Hiện tại là giá là 1.520.000. Tỷ giá nó tăng cao vãi các bạn ạ. Thực ra thì nó là 1.530.000 ấy. Nhưng mà đấy là có mã giảm giá 20% ấy, nhưng mà mình chỉ làm tròn là 1.520.000 thôi. Bạn nào muốn mua thì nhớ xem dưới mô tả. Ok, đầu tiên mình sẽ kích vào cái nút này gọi là Auto Beat Scene nhé. Ấn vào đây. Sau khi ấn vào đây thì các bạn sẽ phải đưa cái ảnh vào nhé. Ví dụ là mình sẽ ấn vào cái nút này để import media, tức là đưa cái ảnh vào. Thực ra bạn đưa video vào cũng được, nhưng mà bạn hỏi về ảnh. Ví dụ mình sẽ chọn mấy cái ảnh YouTube của mình, ảnh thumbnail đại diện YouTube linh tinh thôi. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Sau đó bạn nhấn Open. Đó, 1, 2, 3, 4 mấy cái ảnh này. Ok, ở đây cái độ dài video là 7 giây nhé. Bây giờ bạn phải chọn cái nhạc nhé. Đừng dùng cái nhạc sẵn này. Nhạc sẵn này thì là Filmora nó đưa vào thì có thể là sẽ bị dính bản quyền. Mình nhấn nút này để mình chọn nhạc. Ví dụ mình chọn cái nhạc này mình tải YouTube về nhé. Bài Sharp X. Kích vào Open. Sau đó tiếp theo là bạn chọn cái beat cut. Beat cut là tức là cái kiểu ngắt nhịp ấy của cái bài nhạc. Bạn có thể chọn fast này hoặc là slow này hoặc là trung bình thì ở giữa. Nhưng mà mình có thể kéo ra cuối này, mình chọn slow ấy. Sau mình nhấn vào nút này gọi là analyze hay gọi là phân tích. Ấn vào đây thì phần mềm nó sẽ phân tích. Ok, nó sẽ phân tích, sau đấy nó sẽ tự tạo cho bạn một cái video như này. Đấy, mình chọn là slow, đâm ra là nó ngắt rất là chậm. Bây giờ mình sẽ chọn là fast đi. Sau đấy reanalyze, tức là phân tích lại. Em đợi tí. Nếu bạn càng kéo nhiều ảnh vào thì nó sẽ càng phân tích càng lâu nhé. Chú ý cái việc đấy. Ok, đây là một cái kiểu sơ bộ như thế. Bây giờ bạn sẽ phải đưa nó vào timeline để bạn edit tiếp. Export to timeline nhé. Bạn nhấn vào cái nút này. Đó, bây giờ mình sẽ view mọi thứ. Bây giờ trên cái bài nhạc của mình ấy là nó đã có các cái marker này, 1 2 3 4 5 6 này, tất cả cái marker này mình sẽ nghe nghe xem nó có đúng beat hay không nhé, và cái ảnh nó như thế nào nhé. Ấy thì đấy là cái cách thứ nhất, cách đơn giản nhất để các bạn có thể gọi là ghép nhiều ảnh vào video và nó cắt theo nhịp của nhạc. Thế còn một cái cách tiếp theo ấy, là các bạn có thể chọn được là cái bài nhạc, sau đó bạn cũng highlight các cái beat ấy, tức là bạn đánh dấu các cái beat. Đánh dấu thì các bạn có thể tự đánh dấu bằng Filmora cũng được. Ví dụ đây là cái bài nhạc đấy nhá. Ví dụ. Đó, mình có bài nhạc này, mình sẽ kích chuột phải. Sau đó mình chọn là gọi là beat detection nhá. Chọn beat detection để nó tìm ra các cái beat của bài nhạc ấy. Ok, sau khi nó xong nó sẽ có cái biểu tượng cái nốt nhạc ở đây này. Ok, đây. Đây là xong rồi. Thì bây giờ bạn có thể kéo nó xuống timeline. Ví dụ. Đó, bạn kéo nó xuống timeline nhá. Thì nó sẽ có đánh dấu ở các cái bit này. Bấm màu đỏ này. Đấy. Bạn có thể chọn thêm nó là cái bit option. Bằng cách là kích chuột phải ở đây. Chọn bit option. Đấy, bạn đánh là highlight offset. Bạn đánh là 2 chẳng hạn. Đó, bạn kích vào ok. Bạn bỏ cái này đi nhá. Mark highlight bit only nhá. Đó, bạn kích vào ok. Ok. Các bạn xóa cái bài nhạc này đi. Bạn kéo nó lại trở xuống thì nó sẽ có thêm cả phần xanh nữa. Xanh đỏ tức là nó có cái marker của nó ấy. Ok, đợi tí. Đấy, cả xanh cả đỏ như này. Tiếp theo là các bạn sẽ đưa cái ảnh của bạn xuống. Ví dụ mình sẽ đưa các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ nghe xem là cái beat này mình nên ngắt ở đâu trước nhé. Ví dụ mình ngắt ở chỗ này chẳng hạn, nó khoảng tầm 1 giây.
đúng không? 1 giây. Thì bây giờ mình sẽ kéo cái ảnh của mình xuống. Đó, kéo cái ảnh này xuống. Ví dụ cái ảnh này là rút ngắn nó về đây, nó sẽ khoảng tầm 1 giây thôi. 1 giây thì nó ngắt như nào đây nhá. Ví dụ này. Đấy, đây là để đưa một cái ảnh nữa xuống. Tức là khoảng đoạn này cứ 1 giây thì mình sẽ ngắt ảnh, đúng không? Tức là mình biết là cái ảnh nó sẽ là 1 giây, thì bây giờ mình sẽ phải set up cho nó cái thời gian của cái ảnh mặc định là 1 giây để mình kéo nhiều xuống, mà chứ không 1 2 cái thì rất là đơn giản. Thì để làm việc đấy thì bạn đi đến file nhé, xong bạn chọn là reference nhé. Trong cái phần reference này thì bạn chọn là cái phần editing. Trong editing là bạn chọn cái photo duration này nhé, các bạn đổi cái 5 giây mặc định này sang thành 1 giây này. Tức là 1 giây, 2 giây, 3 giây hay gì đấy là tùy tùy theo cái bit bạn chọn, đúng không? Click vào OK nhé. Click vào OK là ra ngoài. Kể cả cái photo placement này, nếu bạn chỉ muốn cái ảnh nó đứng im thôi thì bạn có thể chọn fit nhé, hoặc là crop to fit. Thế còn không thì bình thường thì mình sẽ chọn pan để zoom cho nó có cái hiệu ứng zoom ra zoom vào. Các bạn click vào OK này. Bây giờ bạn có bao nhiêu cái ảnh thì bạn cứ kéo xuống. Đây nhá, có tất cả những cái ảnh này, bạn bỏ chọn cái nhạc này đi. Bạn cứ kéo xuống timeline là tất cả cái ảnh này. Tự nhiên nó lại chọn cái nhạc. Tất cả các ảnh này nó đều là 1 giây. Bạn kéo đây, bạn đặt trong timeline. Thì bây giờ bạn không cần phải kiểu ke đến cái phần là ảnh nó bao nhiêu giây nữa, bây giờ có thể play luôn là ra một cái bài nhạc nhé. Đấy, thì bây giờ ví dụ bạn có hàng dài các cái ảnh này, hàng nhiều ảnh đi chẳng hạn, mình nhân nhân đôi lên, nhân 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 cho nó hết các bài nhạc luôn. Thì ví dụ là như thế thôi, ví dụ thôi nhé, ví dụ là như này thì các bạn sẽ được một cái bài nhạc khớp ảnh. Cái này nó hơi bị giật bởi vì do mình chưa render, bởi vì ảnh thì nó sẽ tương đối nặng. Ok, nhưng mà cơ bản đấy là cái cách để các bạn có thể khớp nhiều ảnh với nhạc bằng Filmora 11. Ngoài ra có một cách nữa là bạn, nếu mà bạn muốn khớp tay tức là cái bài nhạc này nhé, bạn play nó là sau bạn ví dụ play đến đâu thì bạn ấn phím M đánh đánh marker M xong bắt đầu đưa nhạc xuống, nhưng mà cái cách đấy thì nó hơi lâu. Ok, đơn giản thế thôi. Đấy là 2 cách bạn có thể khớp nhiều ảnh với nhạc bằng phần mềm Filmora 11. Mình hy vọng là nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn thích video thì các bạn có thể like và đăng ký kênh của mình. Còn bạn nào mà có câu hỏi nào thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.